Xin chào, mình là Ben đây, chào mừng các bạn đã quay trở lại với Ben Channel. Có bao giờ bạn tự hỏi rằng liệu Saitama đã thực sự chọn đúng con đường mà Thánh Sai nên đi khi trở thành một anh hùng chưa? Có lẽ là mình nghĩ cũng khá nhiều bạn đã từng nghĩ như thế. Bởi lẽ chính Saitama cũng đã từng nghĩ như vậy sau một thời gian làm công việc anh hùng một cách nghiêm túc. Có lẽ chúng ta sẽ dễ dàng nhận ra được rằng việc Saitama sử dụng sức mạnh của mình để có thể cứu giúp người dân trước các quái vật là một chuyện vô cùng đúng đắn và chẳng có gì phải suy nghĩ cả, đúng không nào? Khi mà thậm chí là còn có rất nhiều nhân vật ước muốn có được sức mạnh như Thánh Sai để có thể giúp được nhiều người hơn, ví dụ như Mumen Rider hay Classes. Và chắc chắn là chúng ta cũng sẽ phải công nhận một điều, đó là việc Sai Hói lựa chọn việc trở thành anh hùng và vận dụng sức mạnh của mình để cứu người là một điều vô cùng đúng đắn. Thế nhưng có bao giờ các bạn đã nghĩ Saitama đã phải đánh đổi rất nhiều thứ, thậm chí là những thứ vô cùng quan trọng để trở thành một người anh hùng cứu giúp người dân hay chưa? Và liệu rằng nó có xứng đáng hay không? Nếu có, thì hãy cùng mình phân tích trong video ngày hôm nay để có thể hiểu được rằng Sai Hói đã phải đánh đổi những gì để có thể trở thành một anh hùng như hiện tại nhé. Chọc đầu. Có thể nói là điều hy sinh đầu tiên của Thánh Sai sau khi quyết định trở thành một anh hùng full time và có sức mạnh one hit one kill, đó chính là mái tóc lãng tử của anh. Và mình tin chắc rằng tất cả các bạn khi xem video này cũng sẽ nghĩ tới điều này đầu tiên, đúng không nào? Rất rõ, hễ nhắc tới Thánh Sai thì điều đầu tiên mà chúng ta nhớ đó chính là một anh chàng hói có sức mạnh cực kỳ khủng khiếp và có sở thích làm anh hùng. Đúng vậy, mình xin nhắc lại những điều đầu tiên mà chúng ta nhớ về Thánh Sai, đó chính là anh chàng đầu hói, thứ đã làm nên thương hiệu của Saitama. Saitama từ một anh chàng thanh niên đẹp trai, sáng sủa rạng ngời đầy sức sống, mà không rạng ngời đầy sức sống lắm. Thế nhưng vẫn có một ngoại hình khá là ưa nhìn của một nhân viên văn phòng thất nghiệp, một mái tóc theo đánh giá của mình là cũng khá ổn. Vậy nhưng, kể từ khi Sai Hói bắt đầu luyện tập với một cường độ có thể nói là cực kỳ khủng khiếp, khi mỗi ngày, dù nắng hay mưa, Thánh Sai vẫn kiên trì thực hiện đủ những bài tập mà không phải ai cũng có thể thực hiện và duy trì trong suốt một thời gian dài. Đó là 100 cái hít đất, 100 cái thụt xì dầu và chạy bộ 10 km, ăn một trái chuối và đặc biệt là ngủ trong một phòng không có điều hòa vào mùa hè. Nhờ đó mà Saitama của chúng ta mới có được sức mạnh khủng khiếp như vậy. Nhưng đổi lại, mái tóc bồng bềnh của Saitama lại tỷ lệ nghịch với giới hạn sức mạnh của Thánh Sai. Cứ mỗi ngày Saitama mạnh lên thì tóc của Saitama sẽ càng ngày càng rụng, cho tới khi nào không còn một cọng nào nữa thì giới hạn sức mạnh của Thánh Sai cũng trở nên vô hạn theo. Không chỉ có tóc mà sự đẹp trai của Thánh Sai cũng đi theo mái tóc của anh. Và từ một anh chàng đẹp trai ưa nhìn, ngoại hình 8 trên 10 thì giờ đây avatar của Sai Hói là một quả trứng được vẽ thêm mắt mũi miệng. Có thể nói Saitama không chỉ mất đi ngoại hình của mình để có được sức mạnh mà Thánh Sai đã phải đánh đổi luôn cả sự tin tưởng của mọi người với anh, vì giờ đây trong Sai Hói không có gì gọi là uy tín cả. Chính vì thế mà dù có tiêu diệt quái vật trước mặt người dân thì họ cũng nghĩ rằng đó là một con quái vật quá yếu hoặc Saitama ăn hồi sức mạnh của người khác mà thôi. Cuộc sống nghèo nàn. Điều thứ hai mà mình nghĩ là Thánh Sai phải đánh đổi khi trở thành một anh hùng, đó chính là kinh tế của Saitama. Chúng ta đều biết rằng, trước khi trở thành anh hùng, thì Saitama đã rất chật vật để đi tìm cho mình một công việc để có thể ổn định kinh tế và trả được tiền thuê nhà trọ. Vậy nhưng, Sai Hói cứ hết lần này tới lần khác bị thất nghiệp, khiến cho cuộc sống của Saitama khá là bấp bênh và đôi khi là phải sống trong sự nghèo túng vào cuối tháng. Chính vì thế mà Saitama mới có thể luyện được tuyệt kỹ săn sale của siêu thị đến mức đỉnh cao như vậy. Thế nhưng đó là trước khi mà Saitama quyết định trở thành một anh hùng. Mặc dù sống khó khăn, nhưng Sai Hói vẫn có thể gọi là lâu lâu mới nghèo túng. Còn từ sau khi trở thành anh hùng, thì cái sự nghèo của Thánh Sai không còn gì là lâu lâu nữa, mà ngày nào mở mắt ra, Saitama cũng cosplay vai một con đổ nghèo khỉ. Đúng vậy, trong một tập OVA, quay về khoảng thời gian đầu mà Saitama bắt đầu làm anh hùng, chúng ta có thể thấy, lúc này Saitama sống ở một khu nhà trọ sập sệ. Có thể nói là khu vực đó có mức sống rất nghèo nàn và giá thuê phòng cũng thuộc hàng rẻ nhất. Ấy vậy mà Sai Hói vẫn không có đủ tiền để trả tiền trọ và đã bị bà chủ dọa đuổi ra ngoài. Thậm chí là Thánh Sai còn chẳng có nổi tiền để mua một bộ đồ mới, nên khi chiến đấu với quái vật và quần áo bị rách thì anh phải mang đến chỗ một ông bạn để sửa. Và cuối cùng thì Saitama đã bắt hết các quái vật và tội phạm sống trong khu phòng trọ của mình và giao cho bà chủ trọ để xem dư tiền trọ, vì nếu như đem tội phạm giao cho cảnh sát thì sẽ được thưởng. Ấy vậy mà sau đó Sai Hói cũng bị đuổi đi vì Thánh Sai đã bắt hết những khách hàng của chủ trọ nên bà cũng không còn thu nhập nữa. Sau này dù là đã cải thiện hơn cuộc sống khi anh chuyển đến ở chung cư, thế nhưng chung cư này lại nằm trong một khu vực bỏ hoang của thành phố Z. Chính vì thế mà Sai Hói mới không phải trả tiền nhà. Vậy mà Saitama vẫn phải sống trong sự nghèo nàn khi tằn tiện từng đồng để có thể mua đồ ăn. Thậm chí Sai Hói chỉ có thể ăn ở những chỗ cực kỳ rẻ như nhà hàng dành cho gia đình và món ăn rẻ nhất là khoai tây chiên.
cuộc sống nghèo nàn đó đều bám lấy Thánh Sai, cho đến khi sau này anh đã trở thành anh hùng chính thức của Hiệp hội Anh hùng, đã có lúc xe hói không có đủ tiền để uống thử một lon nước mới ra mắt, dù cho Thánh Sai đã phải vét hết tất cả những gì mà mình có, từ tiền trong túi cho đến sổ tiết kiệm, nhưng vẫn không đủ để mua được lon nước, và suýt tí nữa thì Saitama đã sa ngã mà lấy tiền của bọn cướp để dùng. Nhưng may mắn thay, Saitama đã không làm thế, mà quyết định nhịn uống, và anh đã được đền đáp bằng một thùng nước ngọt. Vì Chinot đã thấy Thánh Sai muốn mua nên đã quyết định tặng cho thầy mình. Và một câu chuyện mà các bạn có thể chưa biết, đó là Sai Hói đã từng phải làm nhân viên siêu thị để có thể kiếm tiền trang trải cuộc sống, nhờ đó mà anh mới có thể nhanh chóng có được kỹ năng sale thượng thừa đấy. Nhiều người khinh bỉ. Thực sự phải công nhận rằng dù cho Sai Hói đã trở thành một anh hùng chính thức và thậm chí là xếp hạng cũng khá cao ở lớp B, thế nhưng Saitama vẫn bị rất nhiều người khinh bỉ vì vẻ ngoài trông có phần hơi yếu đuối và lập dị của mình. Saitama khi chưa tham gia Hiệp hội Anh hùng thì bị mọi người hay nhìn Thánh Sai bằng con mắt xem thường và xem anh là kẻ dở hơi nào đó đang tập tành làm anh hùng. Thậm chí là khi băng đầu búa xuất hiện thì Thánh Sai còn bị nhầm lẫn là thành viên của băng nhóm này vì quá đầu chọc chất chơi người dơi của anh. Vậy nhưng sau khi tham gia Hiệp hội Anh hùng thì mọi chuyện vẫn không khá khẩm hơn là bao. Sai Hói hết bị Snake coi thường, rồi tính bắt nạt thì đến bị người dân tưởng là kẻ biến thái, cứ chạy vòng vòng quanh khu vực thành phố với vẻ mặt đáng nghi. Thế nhưng mọi người đâu biết là Thánh Trọc đang đi tuần và cố gắng bắt những kẻ xấu để bảo vệ họ. Đã vậy, khi Sai Hói ra tay cứu toàn bộ thành phố Z khỏi thiên thạch thì anh lại bị Black Hole và Tiger đổ oan là kẻ phá hoại và là kẻ ăn hôi, khiến cho người dân sỉ vả và nhục mạ Sai Hói, mặc cho việc Thánh Sai đã cứu thành phố. Đến ngay cả khi Saitama đấm bay màu Deep Sea King trước mặt hàng trăm người thì anh cũng không được họ công nhận sức mạnh, mà thay vào đó còn bị khinh thường hơn khi Thánh Sai phải nói dối mình là kẻ đã ăn ké các anh hùng khác để bảo vệ danh dự cho họ. Một sự hy sinh và đánh đổi quá tuyệt vời của Saitama để bảo vệ danh dự cho các anh hùng đã cố gắng hết sức bảo vệ người dân. Ngoài những lần này thì Sai Hói còn bị coi thường bởi một vài anh hùng lớp S như Tatsumaki hay Samurai Nguyên Tử trong cuộc họp các anh hùng, chỉ vì Saitama là một anh hùng lớp B. Thậm chí Samurai Nguyên Tử đã từ chối bắt tay với Saitama và nói rằng ông chỉ bắt tay với những kẻ mạnh mà thôi. Nên là có thể nói rằng Saitama đúng là một kẻ có tinh thần thép. Khi mà những nỗ lực của anh liên tục bị phủ nhận, thậm chí là bị chà đạp, thì Sai Hói vẫn ung dung tiếp tục nhận công việc anh hùng của mình mà không một lời oán trách bất kỳ ai, kể cả những người đã hại mình. Chiến công của Saitama được khen hưởng. Và có thể nói rằng, một trong những hy sinh lớn nhất của Thánh Sai khi làm anh hùng đó chính là công sức của Thánh Trọc đều bị cướp hết bởi King. King Đại Đế, một người mạnh như thế nào thì chắc mình cũng không cần phải nói thêm đúng không nào. Thậm chí là khả năng ăn ké sức mạnh của Thánh Sai, King đã đạt đến cảnh giới đằng phòng tháo cực. Khi dù cho bất kỳ tình huống ngặt nghèo như thế nào, chỉ cần King Đại Đế sử dụng khả năng triệu hồi Saitama thì chắc chắn là mọi chuyện sẽ được giải quyết êm đẹp. Còn những công cán thì sẽ thuộc về ngài King. Phải nói rằng, Saitama đã quá nhỏ khi ngay từ những lần Thánh Sai bắt đầu tiêu diệt được những quái vật to lớn và mạnh mẽ, thì King Đại Đế lại luôn xuất hiện cùng xác của những quái vật. Đúng vậy, Saitama đã cứu King hết lần này tới lần khác, và hễ quái vật mạnh xuất hiện ở đâu thì y như rằng King ở đó. Và với một ngoại hình ngầu lòi cùng kỹ năng thức dậy trong cơ thể nát bét của quái vật, King Đại Đế hiển nhiên được mọi người xem là nhân vật đã tiêu diệt được các quái vật này. Trong khi trước đó, Thánh Sai khi phải chiến đấu đến trại già chóc vẫy để tiêu diệt quái vật, và thậm chí là có khi Thánh Sai còn bị thương rất nặng. Và như các bạn đã thấy, Hiệp hội Anh hùng đã cho King Đại Đế lên thẳng lớp S. À không phải, mời King Đại Đế ngồi vào chiếc ghế của lớp S sau khi nghe qua sức mạnh khủng khiếp của ngài King cùng với gương mặt hết sức là uy tín. Và mặc dù là bị người đàn ông mạnh nhất thế giới giành hết vinh quang lẫn tiền tài của mình, thế nhưng Saitama vẫn không hề có một chút lời trách móc King Đại Đế, thậm chí là còn được King thông não bằng những đạo lý nhân sinh về cuộc đời. Và như Sai đã nói với Garu, Thánh Trọc của chúng ta vẫn xem King là một anh hùng, cho dù tới thời điểm hiện tại, King Đại Đế, ngoài kỹ năng chém gió thượng thừa cùng với sức mạnh chơi game cực đỉnh ra, thì ông chẳng có cái gì khác. Thế nhưng Sai Hói vẫn cứ công nhận King là một người có lý tưởng anh hùng, và bằng một cách thần kỳ nào đó, King luôn có mặt đúng lúc để trở thành nhân vật chính. Nhờ vậy mà mọi người nhìn thấy King Đại Đế thì họ cũng sẽ an tâm hơn. Mất nhà. Đáng lẽ ở đây không hẳn là Sai Hói đánh đổi, mà đúng hơn là do Thánh Sai quá nhỏ khi chọn chỗ ở ngay phía trên trụ sở của Hiệp hội Quái vật, khá là nhỏ cho Saitama khi mà phải khó khăn lắm Thánh Sai mới tìm được một chỗ ở với đầy đủ tiện nghi như điện nước, đã vậy còn được miễn phí tiền nhà. Vậy mà chỉ sau một đêm, nhà của Saitama cùng với trụ sở quái vật hòa làm một sau khi chỉ đại Tatsumaki lôi cả cái trụ sở Hiệp hội Quái vật lên để vặn xoắn nó thành một ngọn giáo. Thậm chí Sai Hói đã nói rằng anh rất bực mình sau khi nhà của mình đã bị thổi bay thành đống sắt vụn, và sự tức giận của anh lên tới mức
Thánh Sai muốn thổi tung cái hành tinh này. Nhưng Saitama cũng khá may mắn khi mà sau đó trụ sở Apple Anh Hùng đã cấp nhà cho anh để được chuyển đến sống bên trong chỗ ở của Apple Anh Hùng miễn phí. Chứ nếu không thì có lẽ Saitama sắp tới sẽ trở thành người vô gia cư sau khi cuộc chiến với Apple quái vật kết thúc. Và thực ra thì chắc có lẽ Saitama vẫn có thể đến ở ké chỗ tiến sĩ Kusino cùng Chinos thôi. Nhưng các bạn cũng đã thấy đấy, Saitama dù là một người keo kiệt bủn xỉn, thế nhưng Thánh Sai vẫn có lòng tự trọng và quyết không ăn bám ai. Chính vì thế mà có lẽ với tính cách như thế thì Saitama sẽ không chấp nhận ăn bám vào đồ đệ của mình, đúng không nào?